Đúng rồi. Rồi. Quay lại có gì em gửi cái clip này về cho bên công ty để nó nói chuyện với shop, mà lúc mà ví dụ mình tại vì đơn giản bây giờ mình khui ra mình tải không trắng là phải trả lại. Đúng. Rồi mình có cái bằng chứng mình nói chuyện với bên chỗ bán. À, chai xịt nữa hả? Tại ổng cũng giao kèo sẵn kèo hết rồi. Sao đây? Hai chai. Đây nó quảng cáo là dầu mỡ với sét đâu là nó ra hết đúng không? Này nè, nó chùi rồi, thấy ngon lành lắm kìa. Bóp vài cái cho nó hút lên. Chứ dặn cái đầu, dặn cái đầu ấy. Nói cái nó sạch bọt còn ngon lắm, nó sạch bọt còn lên nữa mà nó. Nè quay đi quay đi. Chạm chút xíu. Chị xài không có được, chị tức mình. Em thấy nó hơi loãng rồi đó. Ừ. Nó như nước vậy đó. Ừ, còn của nó sạch lên cái nổi bọt. Đúng rồi, em có coi cái quảng cáo nó rồi, em có coi cái quảng cáo nó rồi. Mẹ chùi cái rang mẹ ở đâu thấy không? Nó y như là nước rồi chứ có gì đâu. Nó mình lấy mua 300 ngàn chứ đâu phải lấy đâu mà chị mua. Chị thường chị mua nhập loại ha, thế này. Này có bùi nhùi kẽm chà còn chưa chắc ra nó nói chi. Thì đó. Nè nó có rang mẹ gì đâu thấy không? Cháu là cháu từ. Ừ. Nè nó ra đâu còn của nó. Sôi bọt gì đâu. Nước qua một cái là ra. Nhưng mà nó lỏng như nước vậy đó, lúc mình chị xịt ra nó lỏng như nước vậy mà. Nè có rang mẹ đâu. Này y nguyên luôn. Nó ra gì đâu. Này mà lấy cái gì. Bả chị như chị giờ sau này chị biết khôn rồi. Chị mua mấy này là chị giao kèo dữ lắm. Thử mà ra chị mới lấy. Nè, thấy không? Cái răng mẹ đó. Cái này đó. Không như quảng cáo. À, không như quảng cáo. Cái điện lên đó đi. Khách trả rồi. Lúc đầu lúc sau khi ấy lúc đầu là y chang luôn y chang cái đó, miếng này nó chỉ dính nó mấy cái bụi ở ngoài giống như đó. Mấy cái bụi đen ngoài thôi mạnh tay đó. Rồi shop nó có liên lạc lại với bên chị chưa? Có nhiêu vậy? Cái đơn này đúng ra là 836 ngàn, nhưng mà bị thiếu cái sản phẩm là quần ghen nên đã trừ ra là còn 599 ngàn, và đơn này là cho xem hàng rồi. Mình khui ra kiểm, em quay clip lại, nếu mà có thiếu thì báo liền. Sao không đủ, đợi đủ rồi giao cho chị đâu có khách đâu. Cái này là do bên shop em đâu biết đâu, nó hết hàng hay sao đó. Rồi. Chị cứ khui kiểm em đang quay, là nếu có thiếu thì mình điện báo shop gỡ cho shop luôn. Đây nó có ghi ở đây nè, 830 mấy nè, giảm còn 500 mấy nè, là do thiếu hàng. Là chị đặt mấy cái, lúc mà chị đặt là đặt mấy cái, nó nói là do cái quần ghen đó là đặt sao nên không có hàng nên nó gửi luôn. Bây giờ mình khui ra mình kiểm đi, nếu mà thiếu không đồng ý lấy thì để em điện. Đúng rồi, không đồng ý lấy thì em điện lại cho shop. Em
đúng rồi, được có một cái quần à, để chị gọi người thân chị bạn chứ nè. Tôi nhận thôi. Là mình đặt giùm rồi gửi qua nước ngoài nữa hả? Đúng rồi. Chưa mở ra nữa chị, em coi hỏi chị có chịu thì em mới mở ra. Vậy thôi kệ lấy luôn nha, chờ màu nào cũng lấy thôi, khỏi khỏi mở ra nha. Rồi rồi vậy nha chị. Dạ dạ rồi rồi để em mở ra nha. Rồi có gì chị liên hệ lại với bên shop giùm em nha, giao mới có một này một kia hả? Rồi bao gì? À, chị là người ở đây nhận giùm thôi đúng không? À. Nên phải kiểm chứ. Đó, shop nó ghi rõ ràng trên cái bao đó là không cho kiểm đó, mà lúc điện lại thì nó nói là tại vì khách đây nhận giùm nên được kiểm. Bạn cho em 600 đi anh. Đúng không? Dịp lấy bà chứ không biết cái phần. Ở nước nào vậy? Mùa này chắc mùa lạnh hả? Mở chắc lạnh. Ở khu mặt mè nè. Này cái quần lót, còn cái này áo mặt khác dạ. Bên ngoài. Mà nó thiếu hết hai cái đúng không? Đặt ba cái mà nó giao có một cái à? Đặt 4 cái mà giao có 1 cái à? Nãy giờ cái ổng cái ngã xe rớt đâu, ngã xe cái đổ cái sọt xuống rớt lăn vô cái băng đá. Đây làm gì tao vậy? Quay phim cái điện đồng hồ chứ gì. Ở lỡ nó khui ra nó để cái đồng hồ 100.000 chỏng rồi sao? Rồi thí dụ em báo về nó nói giờ sao chị gửi cái đồng hồ 100.000, nó nói gửi đồng hồ 2 triệu mà em tráo hàng rồi đâu có bằng chứng đâu. Không, phải có bằng chứng lúc là khui còn niêm phong. Chạy qua kiếm đâu có đâu, ổng xách vô nhà. Ông chịu đã hả? Thì ổng đem ra mà, ổng nói sợ để đây người ta lấy nên cắt vô nhà cho con. Biết thế nào ổng quay lại. Không quay lại cắt mất. Được rồi phải không?